tầm 10 11 rưỡi anh ạ. Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming mình, và Dư Khải chúc em một buổi xem video vui vẻ nè em ơi. Hiện tại bây giờ thì Khải sắm thêm cái nhẫn may mắn nè em ơi. Trên này thì Khải đang mua cái nhẫn may mắn 2 dòng 1, nó bán 5 kim. Khải mới trả giá nói chung là cũng khá ok nè em ơi. Mua 2 kim 5, may mắn dòng 1 nha em. Mua đỡ đủ set may mắn 7 rồi. Rồi, ok, quá chắc anh em ơi. Đủ set may mắn 7 rồi nè em ơi. Đó, bây giờ thì Khải xong cái sau cái clip này Khải sẽ làm một video xanh bot bói đồ bắt 2 cho anh em xem. Nói chung là ở bắt đầu tiên thì anh em khá là ủng hộ. Bây giờ Khải sẽ làm video bắt 2 cho anh em ủng hộ cho anh em xem nha anh em ơi. Hiện tại bói đồ cho anh em xem. Hiện tại bây giờ may mắn thì Khải đã chuẩn bị khá ok rồi anh em ơi. Đây. Ngày bội 3. Bội 3. Nhẫn 2. Nhẫn 2. Cái này nhẫn 1 chắc đợi thiếu lầm mang. Rồi. Đó. Tại Khải đã đủ xem bánh 7 rồi nha anh em. 3 này, 2 này, dòng 1 này, 2 dòng 2 này. Đó, ạc này thấy yên mang là đánh may mắn ok luôn anh em ơi. Rồi, ok anh em đang xem clip này thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ giùm nha anh em ơi. Và ngày hôm nay tí nữa Khải sẽ làm video xem bot tiểu cho anh em đừng quên. Sau là xem bot lệnh bài cho anh em xem, anh em thấy này. Một lệnh bài bot đó nó tương đương khoảng 300 xu. Đây, 300 xu một con. Mà mở một con này nó sẽ tốn 20 vạn nữa. Mà 20 vàng ở server này thì nó sẽ dao động khoảng 100 xu. Thì tính ra một con lệnh bài bot nó sẽ tốn khoảng 400 xu nha anh em. 400 xu cho một con nha anh em ơi. Và hiện tại Khải đã chuẩn bị gần 25 cái lệnh bài bot rồi anh em ơi. Với lại tiền vàng như thế này, chuẩn bị Khải sẽ làm một video đánh bói đồ bot lệnh bài cho anh em xem. Cái gì sau khi video này lên rồi Khải sẽ bắt đầu đi sang bot và sẽ Khải sẽ up sale cho anh em xem, up sale cho anh em nha. Ok anh em, bye bye anh em nha.